À, có sóng. Alo, xin chào các bạn. Tôi đã hẹn các bạn 13 giờ tới cái hang quân y. Mà trước kia nơi đây là cái bệnh viện dã chiến của hải quân ở trên đảo Cát Bà. Và cũng là một cái nơi bệnh viện hải quân dã chiến lúc đó dành cho các đồng chí. Các đồng chí là trên tàu không số. Và xin được giới thiệu các bạn, trước mặt tôi là cái hang đi lên cái quân y của hải quân của tàu không số trước kia, mà hiện giờ đây vẫn giữ làm cái di tích. Và xin giới thiệu các bạn, có cả những khách nước ngoài và cái có cả những cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng về đây đều tham quan đến cái hang quân y của bệnh viện hải quân trước kia, của hải quân trước kia các bạn. Các bạn thấy trước mặt tôi là cái điểm mà nhân dân cùng với những khách nước ngoài để rào viếng cái hang quân y trước kia. Theo lẽ tôi phát đúng giờ nhưng các bạn thông cảm cho vì cái trời sắp mưa cho nên tôi phải phát trước cái giờ. Và các bạn thấy không? Đó. Các bạn thấy trước mặt của tôi là cô bán vé cho cái khu tham quan này và là một công dân của Cát Bà. Các bạn thấy không? Rất là đẹp các bạn ạ. Và trong đây có đủ tiện nghi cho các bạn ăn uống và nghỉ ngơi. Nó có cả nhà hàng. Đấy, các bạn thấy đời sống của Việt Nam trước của chúng ta hôm nay. Và trên đảo có những cuộc sống như thế này thì các bạn biết rằng đất nước chúng ta đã phát triển như thế nào các bạn. Các bạn thấy những cảnh rừng núi ở trên đảo Cát Bà chưa? Rất là đẹp các bạn. Và các bạn có thể ngồi tại chỗ mà các bạn thưởng thức được cái du lịch của đất nước chúng ta. Đây là những cảnh núi qua, cảnh quan núi ở trên đảo Cát Bà các bạn. Và các bạn đều hiểu rằng cái đảo Cát Bà là đảo lớn, có thể rằng đứng sau Phú Quốc. Và ở đây khách du lịch có thể đi bằng một phương tiện xe gắn máy và kể cả xe tư nhân và xe khách nữa, và có cả những phương tiện bằng những cái xe chuyên chở công cộng như taxi để phục vụ chúng ta. Các bạn thấy đất nước chúng ta đẹp quá rồi các bạn. Các bạn có đi như thế này thì các bạn mới cảm nhận được thấy đất nước chúng ta rất đẹp và các bạn cảm thấy rất yêu quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Có những xe chuyên chở công cộng dành phục vụ người dân ở Đa Cát Bà từ ở Phà Gót về trung tâm thị trấn Cát Bà các bạn. Tôi giới thiệu các bạn, đây là cái bảng của hang quân y đó các bạn. Và sẽ tiếp tục tôi sẽ đưa các bạn lên trên hang núi này để thăm cái hang gọi là hang quân y của hải quân trước kia các bạn.
Đây các bạn đều thấy đây là hang quân y. Và tôi mời các bạn đi theo đường chúng vào trong hang các bạn. Trước mắt chúng ta là những công dân của thành phố Hải Phòng đi tham quan ở cái khu di tích này các bạn. Các bạn đều thấy rằng những bậc đá này xây lâu năm, từ ngày đó tới nay thì các bạn biết rằng nó đã qua thời gian nó xuống cấp và nứt như thế này. Và nên đây thì chỉ là những khu gọi di tích lịch sử. Các bạn đều thấy có những khách du lịch nước ngoài, họ lên đây để tham quan cái khu di tích lịch sử này các bạn. Các du khách nước ngoài họ rất quan tâm. Hello. Cái này các bạn. Hello. Good evening. Đây có những du khách nước ngoài họ đi tham quan như thế này các bạn. Khái là rất nhiều du khách nước ngoài họ khi tới Việt Nam họ đều quan tâm và tìm hiểu lại di chứng tích lịch sử của thời chiến tranh chống Mỹ như thế nào các bạn, và tất cả họ đều rất ngạc nhiên những người dân Việt Nam họ rất là đơn sơ mộc mạc nhưng thắng được cả một cường quốc lớn, thì họ hiểu rằng cái lòng
trung thành với đất nước và yêu quê hương tổ quốc, giữ lấy tổ quốc của chúng ta, kiên cường chiến đấu để giữ lấy non sông gốm vóc của chúng ta như thế nào. Từ nơi xa xôi ở các nơi, rất nhiều du khách tới đây đã tham quan ở đây. Các bạn thấy không, ở trên đỉnh tôi đang dừng chân ở nửa chừng đây để nghỉ các bạn và cho các bạn thưởng thức những cảnh núi non ở quanh cái hang Quân Y nè các bạn. Và tôi đang đưa các bạn lên trên này thì các bạn biết rằng với một cái bệnh viện quân y thời chiến của hải quân như thế này thì các bạn hiểu rằng đó là một sự cực khổ như thế nào. Các bạn thông cảm cho hiện giờ cái người giữ ở đây là cũng là hướng dẫn viên, họ đang thuyết trình bằng tiếng Anh cho nước ngoài họ hiểu. À, anh thuyết minh tiếng Việt hay chứ? Hả? À? Tiếng Anh mình chương trình tiếng Việt, để lát đi xong rồi tới mình kể nó. Cùng đoàn nhưng mà ta thuyết minh tiếng Anh không làm sao ở đây hiểu được. À, xin mời các bạn vào chung với tôi. Và thực ra ngày xưa đường bệnh nhân đi vào viện là đường 6 thì cửa thành phía ra đấy. Còn ngày xưa cái đường này chỉ là đường trực chiến thôi, bởi vì đấy là từ phía xa và bóng quân rộng. Và vào mùa hè trong hang rất mát, còn vào mùa đông trong hang rất ấm. Đi vào mùa hè thấy trong hang rất ấm ướt, chứ nên chẳng ngày xưa còn được lại nữa. Rồi đi. Anh đi ra. Em cứ đi. Tiếp tục. Xin mời các bạn cùng theo chân chúng tôi và tham quan thì các bạn hai bên bức vách này là hai cái bờ tường của các cái phòng khoa các bạn. Ở trong bộ hang đá như thế này nhưng mà đã xây cái bệnh viện như thế này đó các bạn. Bom. Đó, đây là nơi nằm của các bệnh nhân đã điều trị ở bệnh viện Hải quân 2 cho các bạn. Và đây là cái mô hình để các bạn được thấy được. Đó, ngày trước kia những chiến sĩ ta phải nằm như thế này để các bạn. Các bạn đều thấy